Đi ngủ thôi. Dậy đi, đã dỡ da xong đâu mà đi ngủ. Bà nó quên vùng da này khi dỡ da mỗi ngày không? U là trời, đang ngủ mà phải dậy để tẩy da chết cổ đây. Đầu tiên thì mình sẽ dùng cái tẩy da chết bằng muối Himalay của Nhật này. Cái này nó là vị đào và cực kỳ phù hợp với những làn da nhạy cảm nhất. Một tuần thì các bạn nhớ là mình sẽ tẩy da chết vùng cổ từ 2-3 lần nhé. Khi xịt khoáng thì các bạn nhớ là xịt xuống cả cổ nhé. Mình sẽ đắp thêm cả mặt nạ kem nữa để cho da cổ của mình được mịn màng. Mặt nạ kem thì nó sẽ tiện để bôi lên cổ hơn mặt nạ giấy rất là nhiều. Và chúng ta sẽ bôi lên da 15 phút như thế này. Hết 15 phút thì các bạn có thể tranh thủ massage nhẹ nhàng này. Những cái động tác thư giãn cổ rất là thích luôn. Và cuối cùng là chúng ta sẽ bôi một lớp kem lên vùng cổ. Các bạn có thể dùng kem chuyên biệt cho cổ hoặc là dùng luôn kem mặt cũng rất là ok. Vùng cổ chính là một cái vùng mà tố cáo tuổi tác ở da của chúng ta. Nên là mọi người nhớ là hãy chăm sóc vùng da này thật kỹ càng nhé. Giờ thì yên tâm đi ngủ thôi.